ngày lần thần sẽ bị lộn vì các con. Một kẻ trước ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu nấu mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con là người người được tha tội. Các con hãy làm việc này và nhớ đến thầy. Đây là hậu nghiệp Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vô thương của tiền, lời chúng con cầu chúc cho nhau những ngày xuân mới mà tôi đổ trên chúng con luôn phúc lộc đầy tràn. Con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và cùng cha. Xin Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.